Xin chào quý vị và các bạn. Hồng Huyền Đông Anh đang giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ âm thanh vừa dùng để nghe nhạc và vừa dùng hát karaoke gia đình rất hay. Bộ âm thanh này bao gồm một cặp loa Shure Vega có model là LS12 và LS12 Bass 30, một loa chung, một loa tép. Loa có dáng cao, rong rỏng, vâng phải nói rong rỏng cao và rất thon gọn, dễ bay. Loa này Hùng Nguyễn Đông Anh đang ghép cùng với chiếc âm ly Đàn Ông 780D cùng với một chiếc vang cơ của hãng Neck và một bộ mic không dây. Chọn bộ sản phẩm như thế này, gồm 4 món: một cặp loa, một âm ly, một vang, một mic không dây. Chọn bộ sản phẩm là 32 triệu. Nếu như quý vị và các bạn đang cần tìm một bộ âm thanh vừa dùng nghe nhạc, vừa hát karaoke gia đình thật là hay, thật là đẹp, thì xin mời liên hệ với Hùng Huyền Đông Anh qua số điện thoại 0984285477 hoặc có thể đến xem hàng trực tiếp tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Đặc biệt Hùng Huyền Đông Anh có bán trả góp cũng như ship hàng trên toàn quốc. Vâng, đây là một bộ âm thanh rất hay, rất đẹp các bạn nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Mọi chi tiết xin liên hệ 0984285477.